để ta từ nay về sau đừng nghĩ đến nhau, thì tim em sẽ không vì ai phải đơn. Rất là yêu quý và yêu thích cái giọng hát cao của Quân. Và ngay khi mà Hằng cầm demo của ca khúc này thì Hằng nghĩ ngay đến Quân là sẽ phải mời cái chàng trai này hát cùng mình xong ca bài hát này. MV bài hát này thì là một MV có nội dung là một đôi rất là yêu.